Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thì ra tầng kiếm này còn có phân tầng, tổng cộng là 6 tầng. Ở phía trên nhất đúng không? Để ta thử. Nếu như mà đi qua đường tường kiếm này thì cần tìm một kỳ chủ chỉ bằng tự lập môn hộ. Tốc độ này, độ khớp của mình đối với chân lý kiếm vận vĩnh hằng đạt đến 70%, còn cho rằng hắn có thể yếu hơn mình một chút. Nếu nào độ khớp của hắn có 90%, thậm chí là càng cao hơn. Áp lực càng lúc càng lớn hơn rồi. May mà áp lực này do chân lý kiếm vận vĩnh hằng hồi diễn mà không khó khắc phục. Còn thật sự là dám lên trên đây hay sao? Xem ra thằng nhãi này còn định làm kỳ chủ nữa, không biết trời cao đất dày. Nếu hắn đầu quân cho kỳ chủ nào khác thì chắc chắn là sẽ hơi phiền một chút. Còn tự mình làm kỳ chủ chính là đang tìm đường chết. Thành công rồi. Không biết là những người khác thế nào rồi. Xem ra ngộ kiếm minh dịch quả thật là rất có tác dụng. Một nén hương sau, mặc dù bọn họ không thể nào đem kiếm treo lên tầng trên cùng, nhưng mà có lẽ toàn bộ đều đã thông qua. Những người này đều là cường giả bỉ ngạn cảnh, người nắm giữ cột cờ có lẽ là kỳ chủ. Cuối cùng cũng lên rồi. May mà có là Trinh Huỳnh chuẩn bị ngộ kiếm linh dịch cho mọi người. Linh dịch chỉ là giúp đỡ, vẫn là nhờ vào sự cố gắng của bản thân mọi người. Nếu như đã đông đủ rồi thì phải đi bước tiếp theo. Bước tiếp theo phải làm thế nào? Nghe nói quy tắc chính là qua được tường kiếm phải gia nhập vào dưới trướng của kỳ chủ có sẵn. Những kỳ chủ kia chính là đến để thu nhận mới. Bây giờ chuyện cần làm chính là lựa chọn dựa vào người khác hay là tự lập môn hộ. Người mới vào ở trong tường kiếm cần lựa chọn một kỳ chủ. Nếu người gia nhập dưới trướng của ta thì ta đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Ta chính là Trác Đường kỳ chủ, chọn ta. Ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Cờ của ta. Vương Tiêu kỳ chủ nói rồi, nếu ai dám thu nhận thằng nhãi này vào dưới trướng của mình thì chính là kẻ địch của Vương kỳ. Thì chính là kẻ địch của Vương kỳ chủ. Hy vọng chư vị kỳ chủ hãy tự cân nhắc một chút. Tên này lại chọc vào Vương Tiêu. Phái của Vương kỳ chủ không dễ chọc vào đâu. Tóm lại đắc tội với Vương kỳ chủ nhất định là ngươi sẽ hối hận. Nhóc con gia nhập vào dưới cờ của Hào Lân ta, ta không sợ Vương Tiêu, cũng có thể gia nhập dưới cờ của ta. Các vị kỳ chủ, ta mẫu không định gia nhập vào dưới cờ của ai cả. Không định gia nhập, ngươi định làm kỳ chủ hay sao? Ta đang có ý này. Kỳ chủ sẽ thu được quyền hạn lớn hơn, nhưng đồng thời lượng phiền phức mà người đó phải đối mặt cũng nhiều hơn, thậm chí có khi còn xảy ra xung đột với kỳ chủ khác. Đặc biệt là ngươi đã đắc tội với Vương Tiêu, vẫn nên tìm một kỳ chủ bảo vệ thì sẽ ổn thỏa hơn. Đúng vậy, huống hồ ngươi vẫn chưa đến bỉ ngạn đúng không? Ngươi thật sự là không sợ ư? Hiện tại ta quả thật là chưa qua được bỉ ngạn, nhưng ta tin không quá vài ngày nữa ta sẽ qua được thôi. Không quá vài ngày nữa, thật sự là rất tự tin. Vậy thì chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Hào Đơn Thúc, ta đến rồi, xin lỗi, nhưng mà không thấy được hạng nhất, không lấy được hạng nhất, kiếm cũng chỉ có thể để lại tầng 5. Ây, không sao. Hiểu thần, ngươi đã biểu hiện rất tốt rồi. Anh bạn, gia nhập dưới cờ của Hào Đơn Thúc của ta tuyệt đối là một sự lựa chọn chính xác. Nếu ngươi tự làm kỳ chủ thì thật sự là rất khó. Và lại, kỳ chủ yêu cầu có trên 50 người ở dưới trướng của mình mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩa là ngươi không thể nào chiêu mộ được nhiều người như vậy. 50 người, trùng hợp rồi. Các sư huynh sư đệ lần này cùng đến cũng đều qua được tường kiếm, số người cũng vừa đủ. Ta chọn cách tự mình làm kỳ chủ, các huynh có bằng lòng gia nhập hay không? Ngươi nói đi. Đương nhiên là tiếp tục đi lên trước với ngươi rồi. Nếu như chí hướng của người ta xa hơn như vậy, hơn nữa không sợ chết, thế thì do hắn quyết định đi. Đám người này đều đi theo thằng nhóc kia, có lẽ thằng nhóc kia có bối cảnh không bình thường, đến từ đại gia tộc nào đấy. Một nén hương sau, không ít người đều đã qua được rồi, vẫn nên đi chiêu mộ các đệ tử khác. Lão Vương, lần này đừng cướp với ta nhé, để lại một ít cho ta. Nếu như ngươi đã quyết tâm làm kỳ chủ, ta cũng không mời nữa. Từ nơi này đi về phía bắc 1000 dặm chính là chân núi Thái Nhất. Nơi đó có một tòa thành gọi là Long Thành, có thể nhận cờ ở bên ngoài Long Thành. Rốt cuộc lá cờ này dùng để làm gì? Thật sự là chẳng biết gì cả. Toàn bộ vật tư và nhiệm vụ do Thái Nhất Thiên Cung ban bố đều ở trong Long Thành, chỉ có kỳ chủ mới được đi vào Long Thành. Đợi ngươi đi nhận cờ rồi sẽ hiểu thôi. Với lại, ngươi phải lấy được cờ trước lúc trời tối, bằng không ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Phải nhanh một chút, chúc ngươi may mắn. Hiểu rồi, đa tạ đã chỉ điểm. Chỉ còn lại một canh giờ, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.